trước sấm sét mùa mưa ngoài loại xét đánh trực tiếp đánh thẳng vào nhà cửa công trình cây cối hoặc đánh vào người đang di chuyển còn có xét đánh gián tiếp là xét đánh vào đường dây điện thoại đường dây tải điện cao thế hoặc hạ thế ở một nơi nào đó rồi theo đường dây truyền vào công trình làm hư hỏng thiết bị điện đang sử dụng có thể kể đến hiện tượng bóng đèn điện thoại TV tủ lạnh bị cháy hoặc người đang sử dụng điện thoại bị giật mạnh đây là loại xét thường gặp và gây ảnh hưởng đến các thiết bị điện tử thường xuyên nhất để phòng tránh những tác hại do sấm sét mang lại, người dùng cần lưu ý những vấn đề sau. Kiểm tra hệ thống đường điện trước khi có mưa. Để tránh tình trạng giò, chập điện khi tường bị ẩm, ngập do mưa bão người dùng cần kiểm tra lại đường dây điện trong gia đình nếu đã sử dụng lâu năm. Tốt nhất, bạn nên lắp đặt cầu dao hoặc thiết bị ngắt mở điện riêng biệt cho mỗi tầng để dễ kiểm soát hơn về nguồn điện cũng như giúp ngôi nhà được an toàn hơn. Ngắt nguồn điện các thiết bị không cần thiết. Khi có dấu hiệu mưa rông bất thường, điều đầu tiên người dùng cần làm là kiểm tra lại tất cả các thiết bị điện trong nhà và lập tức rút các nguồn điện chưa cần sử dụng đến. Máy tính, điện thoại đang sạc, hay TV, ấm siêu tốc, đều là những thiết bị rất dễ thu hút nguồn điện nên có khả năng cao xảy ra hư hỏng, thậm chí cháy nổ trong lúc có sấm sét. Nguồn điện cung cấp cho các thiết bị sử dụng điện lắp đặt ngoài trời, các bảng hiệu, bảng quảng cáo cũng cần được ngắt khi trời mưa to, gió lớn. Tuy nhiên, mưa rông thường đến bất chợt, khó có thể lường trước. Do vậy, Trước khi ra khỏi nhà, người dùng nên tắt hết các thiết bị điện để đảm bảo an toàn cho căn nhà. Chú ý đến đường dây điện ngầm trong nhà. Hiện tại, ở hầu hết các gia đình hiện nay đều sử dụng đường dây điện đi ngầm trong nhà. Tuy nhiên, khi mưa và ngập lâu ngày, tường nhà dễ ngấm ẩm ướt dẫn đến tình trạng ngấm vào đường dây điện, nhất là những đường dây sử dụng lâu năm, dẫn đến giò, chập điện. Ngoài ra, những đầu nối điện cũng là một mối nguy hiểm khi chúng dễ bị dính nước và chúng ta không thể kiểm soát được tình trạng ẩm ướt để tránh tình trạng này tốt nhất khi thiết kế các đường dây điện đi ngầm cần chú ý dây cùng các ổ cắm điện đều phải ở trên cao không nên đặt ở vị trí thấp có thể bị ngập hoặc dễ bị ẩm khi mưa lớn nếu đường điện trong gia đình đã sử dụng lâu năm khi tình trạng ngập nặng và trong thời gian dài người dùng nên ngắt toàn bộ cầu giao điện để tránh nguy hiểm sau mưa ngập cần kiểm tra các đầu mối dây điện ổ cắm xem tình trạng nước và hơi ẩm có ảnh hưởng đến các vị trí này hay không nếu có phải sấy hoặc làm khô rồi mới đóng cầu dao để sử dụng điện. Lắp đặt các thiết bị điện tại nơi cao và khô ráo. Vào mùa mưa bão, rất có khả năng xảy ra ngập úng gây dò rỉ điện, nguy hiểm đến tính mạng và tài sản. Do đó, người dùng nên bố trí chỗ lắp đặt đường dây dẫn điện, ổ cắm điện, thiết bị sử dụng điện trong nhà cao hơn mức nước thường ngập lụt, ẩm ướt. Lắp thiết bị đóng, cắt có tính năng chống dò điện phù hợp, LCP, TV, lò nướng cũng có thể trở thành nguyên nhân gây ra tai nạn đáng tiếc nếu không được để tại nơi khô ráo. Trong trường hợp thiết bị điện bị ẩm, ngâm nước, cần ngắt ngay nguồn điện và làm khô thiết bị hoặc đem đến bảo dưỡng để đảm bảo an toàn cho lần sử dụng sau. Một điểm lưu ý là khi sử dụng các thiết bị điện bạn không nên để tay, chân ướt sờ vào các thiết bị điện đang hoạt động vì điều này có thể gây ra tai nạn đáng tiếc. Sử dụng thiết bị thu xét Hiện nay, trên thị trường có rất nhiều sản phẩm cột thu xét, cột chống xét, dây thu xét, lưới thu xét đây là những thiết bị rất cần thiết nhằm đảm bảo cho thiết bị điện trong gia đình giúp giảm thiểu các tai nạn như hư hỏng thiết bị cháy nhà chết người như quỳnh